Tụi con chừng nào vô học? Dạ. Vô học chưa? Chưa hả? Yếu thì nó chảy ra hết à, nào nó còn cứng đầu nó đậu lại. Cái lốp đất cát ở trên này nó chảy hết rồi, giờ nó còn lại cục đá này nè. Rác không, rác mà qua cứ cục nước này biết chừng nào nó mới tan. Là cái dứa biển đó, ta sẽ thủ ra kiếm lõm lõm vậy để ta trồng trồng hành. Cái bãi này nó cạn gì thường xuyên không, hay là tùy theo con trăng nó cạn nó vậy hả? Con gì bự quá vậy? Ủa? Thì 14, 15 à, 14, 15 là nó cạn vậy ha. À. Và ở đây nước nó ngập sâu không con? Vô túc trong luôn. Nước lớn ha. Cái núi đằng kia người ta kêu tên nó là núi gì con? Tên núi đó đó. Hả? Núi Chiến Tiền. À, núi Chiến Tiền. Ở đây có bãi này 14, 15, 9, 30 thì nó cạn. À, có mùa nước, tới con nước nó lớn nó chạy vô thuốc trong kia rồi. Mình thử ra mới học con này nè. Mấy người kia người ta cũng bắt ốc như con hả? Mấy người đó nữa. Đâu cho con. Bắt con này hả? Có con này kêu con gì nữa? Con ốc heo. Ốc heo hả? Đó. Nó bị lớn vậy hả? Nó còn bự hơn nữa không? Nè, có giống gì nó cũng bự đúng không, giống y chang vậy nè mà nó bự tổ và chán. Rồi cái này nó không có chỗ gì hết sao móc nó ra đập nó luôn hả? À, cái này nhớ hình như người ta làm sâu chuỗi người ta đeo hay gì nữa nè phải không? À, hay ha. Con ở gần đây sao mà ra đây? Tối lại nha. Thấy cũng cực khổ. Đâu phải có lụm liền tay đâu, cũng cào cũng chết mới ra được con. À, chú đi nha, cảm ơn nha con. Nước đang chảy ra nè, có nghĩa là nước nó rút phải không, phải chảy ra không phải chảy vô, tự nhiên chảy ra mà tại gió thổi mình tưởng đâu nó
chạy vô. Theo tôi đoán là ở đây hồi xưa là cái bãi san hô à, nhưng mà nó bị chết nè, rồi nó bị cạn nè, rồi nó nói vậy chứ cũng cả ngàn năm mới ra nông nổi như thế này. Cái này toàn là san hô không à, đá san hô không à. Chơi hả? À, bác ăn. À, cái này không khỏe. Ốc này kêu ốc gì? Đây con ốc lạ. Đây là cái bãi người ta bắt ốc. Nước nó giật xuống đó. Ta đi tàu, người ta quen, người ta nó lên, người ta biết chứ mình cào chắc cũng không biết đâu. Tại vì nó cũng như cục đá, cục sỏi ở đây nha. Nhìn kỹ mới biết. Mà đợi mình nhìn kỹ mình bắt đâu có lợi người ta đâu. Có đám cá con ở trong này. Người này trong bắt ăn thôi, còn nhiều nhất là con quẹo. Con quẹo nó cũng như con quẹo nước ngọt nghe đó, nhưng mà nó nhỏ, 5-6 người cũng đông người, nước nó rút á, tới có lúc mà nước nó ngập lên á, nước lớn nó vô nó ngập đầy đây luôn, lên tới trên bờ cát ở trên này luôn. Còn giờ là rầm với 30 thì nước nó nước nhỏ. Bữa nay là rầm thử ra nước nó rút xuống rồi, bà con kiếm bắt ốc. Mấy con bẹ mà nãy là nấu luộc ăn cũng ngon. Nó còn loại nữa, loại xanh xanh á, loại đó cũng ăn cũng ngon. Con này nó màu nâu. Ở Vũng Tàu chỗ cái có cái miếu ở cái mũi Nghìn Phong á, chỗ đó nhờ nhầm rầm nhờ chắc là cạn rồi, có con đường đi ra luôn. Tôi có quay lần mà cái thước phim đó không biết ở đâu, lúc mà nước nó cạn ấy, bà con dẫn nhau đi ra, đi bộ ra đó à, tôi cũng đi nữa. Rồi gần tới giờ nước lên cái ở chùa đó, cho biết ta cho anh biết mình tặng mình tranh. Cái này á, cái này là nguyên một dãy san hô luôn nè, nguyên ra nè, nguyên vàng, một vàng san hô nó bị chết rồi, nó nằm tuốt ở trên bờ luôn rồi. Cái này đó là san hô này, cái này như vậy nè.
dàng nguyên một miếng này là còn san hô không, nó chết lâu năm rồi, bây giờ nó mòn hết rồi, còn cái dấu tích lại chút đỉnh mình thấy rồi. Cái này là nguyên một bãi, cái này là nguyên bãi san hô luôn. Hồi xưa nó là nguyên bãi san hô mà bây giờ nó thành đá.